em đi mua đồ. Hiện đồ gì? Mua đồ. Đồ gì? Đây, đồ trên xe đây. Đồ đây không cần thiết. Ủa, đồ đây là không phải thiết yếu. Ông muốn bánh mì mà thiết yếu gì? Mở ra. Đừng giỡn mặt nha. Bây giờ cho em xin lại em đi về. Đừng giỡn mặt nha. Đừng giỡn mặt cái tôi nghe. Rồi, nghe ra. Đem xe lên cho tôi, tạm giữ. Chú ý trường hợp này là tạm giữ. Đừng có láo nháo. Phó Chủ tịch phường nói bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu, bị kiểm điểm và phải xin lỗi dân. Ngày 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phường Vĩnh Hòa trả lại phương tiện giấy tờ cho một công nhân mua bánh mì bị tổ liên ngành thu giữ khi kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên mạng xã hội lan truyền clip do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa quay lại để làm bằng chứng khi thực hiện việc kiểm soát việc chấp hành chỉ thị 16 trên địa bàn phường. Trong clip này ghi nhận chiều ngày 18 tháng 7, một công nhân đang thi công tại một dự án du lịch đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống đã bị lực lượng liên ngành của phường Vĩnh Hòa dừng xe vì cho rằng ra đường không cần thiết. Người công nhân này xuất trình được giấy tờ giải thích lý do ra đường để mua bánh mì, nhưng cán bộ kiểm soát của chốt chặn đã không đồng tình vì cho rằng mua đồ ăn là không thiết yếu. Sau đó, tổ liên ngành thu giữ xe máy của công nhân này. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, ngoài chuyện cán bộ cho rằng bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu, mà còn là lời nói phản cảm của cán bộ khi giao tiếp thách thức người dân đi kiện, đe dọa liên hệ với chủ đầu tư và đuổi việc người công nhân này. Biết được sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã chấn chỉnh hoạt động của tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa, đồng thời nhắc nhở các xã phường trên địa bàn thành phố xử lý việc chấp hành chỉ thị 16, cần tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành, sẽ xử lý mạnh tay xử phạt đối với các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho biết tạm thời không phân công ông Thọ chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch, ông Thọ phải tạm giải trình để kiểm điểm và xin lỗi người bị xử lý vì đã có thái độ và hành vi không đúng mực. Khép lại, để phòng chống dịch, vấn đề là nhận thức cái sai, nghiêm túc khắc phục, đồng chí Thọ phải viết tường trình kiểm điểm xin lỗi người dân về nhận thức và chỉ thị 16 chưa đầy đủ và thái độ chuẩn mực, xin lỗi toàn dân và cá nhân anh kia, bà Nguyễn Thị Hà cho biết. Hiện nay, phường Vĩnh Hòa đã có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, 4 khu vực đang phong tỏa tạm thời, đồng thời phải lấy mẫu xét nghiệm toàn dân nên phường đang tập trung cho công việc phòng chống dịch.